Chào mừng khán giả thân yêu đã quay trở lại với Vệ TV. Quý vị thân mến, thiên nhiên hoang dã chính là ngôi nhà to lớn, nơi cư trú của hơn 10.000 loài chim cư ngụ. Trong số đó thì có rất nhiều những loài hiếm có khó tìm đấy, mang những đặc điểm hết sức là độc nhất, tách biệt với những loài chim khác. Và bạn biết đấy, để tìm hiểu về chúng rất là khó khăn khi mà những anh camera của chúng mình đã phải tờ nú hết từ bụi cây này sang bụi cây khác. Nên các bạn hãy thả tim nhiệt tình cho anh ấy nhé. Những loài chim mà bạn chưa bao giờ nhìn thấy. Số 1, chim hồng hạc. Nghe thì có vẻ ai cũng biết đấy, nhưng các bạn đã bao giờ nhìn thấy tận mắt hay chưa? Mình thì tất nhiên là giống các bạn rồi, mình chưa thấy chúng bao giờ cả trong video ngày hôm nay. Thì thử hãy cùng tìm hiểu về chúng xem sao nhé. Hồng hạc là một trong những loài chim chân dài đến nỗi mà chân dài còn hơn cả cơ thể của chúng nữa. Toàn thân sẽ bao phủ một màu hồng, nhưng khi mới sinh ra thì màu hồng lại có màu xám đục nhé. Tại sao lại vậy nhỉ? Vâng, hóa ra câu chuyện là như thế này. Với câu nói, bạn là chính những gì bạn ăn đúng hoàn toàn với loại chim hồng hạc hơn là con người đấy. Màu hồng sáng của loài chim hồng hạc này đến từ beta carotene, một trong số những sắc tố đỏ cam, được tìm thấy với số lượng lớn ở táo, ấu trùng và tôm nước mặn, thức ăn của loài chim hồng hạc ở trong môi trường đầm lầy. Hơn nữa thì chúng cũng chính là loài duy nhất có thể sẽ đứng vững một chân và thích cái tư thế đứng mỏi cơ mà. Vì ngay cả những xác chết của chim hồng hạc cũng có thể sẽ đứng bằng một chân mà không cần bất cứ sự hỗ trợ nào cả. Thêm vào đó, một điều kỳ lạ nữa là ở loài chim này, đó chính là có nuôi con bằng sữa, được gọi là sữa diều. Và nó được tiết ra từ diều hay là lớp màng mỏng bao quanh phần mở rộng của thành mô và mống cho con khi mà chúng chưa thể nào tự kiếm ăn được. Tất cả những điều trên đã đủ để nói rằng hồng hạc là một trong những loài chim kỳ lạ bậc nhất trên thế giới chưa các bạn? Số 2, chim mô tắc. Các bạn có tin rằng chiếc chim này nặng tới 18kg nhưng vẫn bay lượn ngon lành không? Đúng là chúng có thể sẽ dễ dàng làm được điều này đấy, và chúng chính là chim otak koji. Đây chính là loài chim biết bay lớn nhất châu Phi và là một trong những loài sinh vật sống nặng nhất ở trên thế giới có khả năng đã bay lượn. Chúng có chiều cao lên tới 120cm và nặng hẳn 18kg. Bí mật cho chuyện bay là ở sải cánh của chúng thì sải cánh của otak rất là lớn, có thể rộng từ 2,3 cho tới 2,75m. Những cơ thể khá là nặng nề như thế này vẫn làm chúng sẽ bị nản, nên otak koji sẽ hạn chế bay hết mức có thể và sẽ dành phần lớn thời gian để kiếm ăn ở dưới mặt đất. Bọn này thường sẽ ăn tạp cái gì cũng bỏ vào trong mồm được. Bên cạnh những món chính như là côn trùng, sâu bướm ra thì chúng còn tráng miệng cả bò sát, động vật nhỏ và cả rau, tức là thực vật đấy. Mặc dù là một trong những loài chim lớn nhất ở trên thế giới, nhưng chúng lại vô cùng là mỏng manh và dễ vỡ, dễ bị tổn thương bởi những loài săn mồi lớn như là sư tử, báo hay là đại bàng. Nên hiện nay, con người vẫn đang tìm mọi cách để có thể bảo vệ loài chim này. Số 3, chim hoát gin. Nếu như otak là loài chim ăn tạp, cái gì cũng có thể sẽ bỏ vào mồm được, thì hoát gin lại là loài chim chỉ ăn chay mà thôi. Hoát gin chính là loài chim độc đáo nhất ở trên thế giới. Chúng có kích cỡ một con chim chỉ và sống tại rừng Amazon và đồng bằng Orinoco. Hoát gin chính là loài chim ăn chay, thức ăn của chúng chủ yếu chính là lá cây, trái cây và các loài hoa. Tuy sống khá là thanh đạm, nhưng chúng có biệt danh khác, đó chính là chim hôi, vì chúng có mùi như là phân bón thực vật vậy. Có lẽ vì thế mà chúng thoát khỏi được sự săn mồi của loài người, vì thịt của chúng không thể nào chế biến thành thức ăn được. Điểm đặc biệt của loài chim hoát gin này còn nằm ở hệ thống tiêu hóa thức ăn gần giống với lại loài bò của chúng ta. Hoát gin có ruột trước dùng để có thể nghiền nát thức ăn và lên men bằng vi khuẩn. Bầu diều hoát gin được tiến hóa với những chức năng như dạ cỏ của bò. Sự tiến hóa này làm cho bầu diều của chúng rất lớn, khiến cho chúng không thể nào bay giống như những loài chim khác. Ngoài ra thì đây chính là loài chim duy nhất có móng vuốt mọc ra ở hai bên cánh. Móng vuốt trên cánh giúp chúng sẽ tránh xa những con chim ưng đen to lớn như là chim ưng tấn công. Hoát gin bố mẹ sẽ bay đi đánh lạc hướng, còn những chú chim non sẽ tự ẩn nấp dưới những lớp lông cánh dày.
Sau đó thì Hoa Jin bố mẹ sẽ lao mình xuống dưới nước để giả chết, đồng thời sẽ dùng móng vuốt để bám lại, tránh bị trôi đi. Khi mà chim ưng bỏ đi thì chúng sẽ dùng vuốt để có thể leo lên mặt đất và bay về tổ. Các bạn thân mến, vừa rồi chính là những con chim trong họ nhà điêu ngày hôm nay, quả thực là rất lạ phải không nào? Các bạn đừng rời khỏi màn hình nhé, bởi vì còn có rất nhiều loài mắc cười hơn nữa nhé. Số 4, đại bàng Philippines. Nhìn góc nghiêng thì ngầu đét, mà chính diện thì trông có chán không chứ. Đại bàng Philippines gây ấn tượng đặc biệt với danh hiệu là loài chim săn mồi khổng lồ nhất thế giới, với chiều cao khoảng 1m và nặng tới 7kg. Loài đại bàng này là những tay săn mồi lão luyện khi mà không có một con mồi nào có thể sẽ thoát khỏi móng vuốt như là dao cao liếp và mỏng đá của chúng. Với chiều dài và kích thước lớn như vậy thì đại bàng Philippines thừa sức có thể sẽ tóm gọn loài khỉ hay bất kỳ những loài động vật nào sống trong phạm vi săn mồi của chúng. Cho đến năm 1995, loài chim này đã được Philippines chọn làm linh vật của đất nước. Nếu ai lỡ tay giết chết một con đại bàng Philippines thì có lẽ họ sẽ có cơ hội suy nghĩ về hành động của mình trong suốt 2 năm ở trong nhà lao đấy, tức là 2 năm làm người chơi hệ sống sót đó. Số 5, chim frigate. Tạm biệt Philippines, chúng ta sẽ cùng đến với lại đảo phục sinh nhé. Chắc hẳn ai cũng đã từng nghe qua đảo phục sinh rồi, nhưng chim frigate thì chắc chắn ít ai biết đến. Sự sinh tồn của loài chim frigate đã từng bị đe dọa bởi loài kiến vàng điên ở trên đảo, nhưng hiện nay mật độ và số lượng của chúng đã dần dần được ổn định. Nổi tiếng với tốc độ là lướt gió cực nhanh và chính xác, loài chim frigate đã được mệnh danh là loài chim săn mồi cự phách. Khi mà xác định mục tiêu, không có loài nào là có thể sẽ thoát khỏi móng vuốt của chúng. Nhưng điều đặc biệt của loài chim này không phải là loài chim nào cũng có thể sẽ có được, đó chính là kỹ năng cướp luôn con mồi ngay trên móng vuốt của những con chim săn mồi và chim móng biển khác ngay khi mà chúng đang bay. Chính vì thế mà những người chơi hệ cướp này còn có sự khác biệt, có biệt danh khác, đó chính là những không tặc ở vùng biển đấy. Số 6, chim Kagu. Tiếp theo lại là một loài chim đến từ một hòn đảo khác và nơi này được biết đến với cái tên đó là quốc đảo New Caledonia. Quốc đảo này thì cách nước Úc khoảng 1.200 km về phía Bắc, là nơi sinh sống chủ yếu của loài chim Kagu. Điểm đặc biệt của loài chim này là chúng có thể sẽ sống chung thủy với nhau cả đời, trong khi một số những loài chim khác thì không thế, kể cả là con người đấy. Nhưng phần lớn thời gian trong năm thì thân ai người đến lo, tự thân đi kiếm ăn không dựa dẫm vào con khác. Chỉ đến khi mùa sinh sản gần kề thì chúng mới lại quay trở lại với nhau để có thể sản xuất ra giống mới. Điều kỳ lạ của loài chim Kagu đó chính là có chiếc mũi tí hon mà không phải loài chim nào cũng có. Với cấu trúc nhỏ và có lớp vỏ bao quanh mũi thì chúng có thể dễ sục sạo để tìm mồi trong những bụi rậm, đồng thời sẽ ngăn cát và bụi bay vào trong mũi. Thậm chí chúng được yêu quý đến nỗi mà chim Kagu còn được xuất hiện trên tem và đồng xu tại quốc đảo của Caledonia nữa cơ đấy. Dành một chút thời gian cho bức ảnh đại diện được trông cực lú ngày hôm nay nhé. Mặc dù là nhìn phát biết ngay đây chính là ảnh Photoshop, nhưng phải nói là ai đã là người ghép bức ảnh này phải nói có trí tưởng tượng phong phú vãi cả trường luôn. Kiểu dạng như ảnh ghép không hề giả chân nhé. Sao y nguyên 100% bản chính vậy? Nhìn thế này thì ai lại nghĩ là chim đời ươi với lại chim hổ không có thật chứ? Nhưng góp ý với anh em ghép hình nhé, nên làm cho hai chú chim này bớt mập đi nhé. Béo rụt cả cổ vào, trông chán thế cơ chứ nị. Số 7, siêu vương miệng xám. Vừa rồi mình đã giới thiệu đến các bạn loài chim biểu tượng của New Caledonia và bây giờ sẽ là loài sếu biểu tượng xuất hiện trên quốc kỳ của Uganda nhé. Đây chính là một trong những con sếu vương miệng xám. Loài chim này có vẻ ngoài vô cùng là lộng lẫy, cao hơn tới 1m và xẻ cánh rộng gần 2m, cùng với lại đôi chân dài, mảnh khảnh giúp nó có thể sẽ dễ dàng đi bộ trên đồng cỏ. Và ít ai biết rằng, trước khi mà trưởng thành và trổ mã thành một trong những loài chim tranh xả như thế này, thì chúng đã có thể có một tuổi thơ dữ dội với lại vẻ ngoài rất là ất ơ và xấu xí đấy. Trên đỉnh đầu những con chim lớn thì có một chòm lông mao màu vàng trông y hệt như là vương miện. Chúng nổi tiếng nhất với điệu nhảy quyến rũ với bạn tình. Những con trống sẽ trình diễn những vũ điệu nhảy múa và cúi chào, phát ra những tiếng kêu rất lớn với âm vực rất cao.
tựa như là những chiếc còi xe vậy. Và nhờ vào vẻ ngoài xinh đẹp sẵn có, sứ vương mịn xám đã được chọn làm quốc điều của Uganda bởi vì vẻ đẹp đầy mê hoặc của chúng. Vừa rồi chính là những loài chim kỳ lạ đến mức mà bạn sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy chúng đâu. Bạn thích loài chim nào nhất thì hãy để lại ý kiến của bạn xuống bên dưới phần bình luận. Đừng quên là nút like, share và subscribe cho kênh. Và hãy theo dõi những video mới nhất của Bệ TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!